Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì tại server Việt Nam đã cập nhật cái phiên bản và chúng ta đã được trải nghiệm về cái chế độ đấu trường chân lý mùa 3 rồi. Và trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là xây dựng xem là cái đội hình nào nó sẽ bá đạo nhất mùa 3 nha anh em. Rồi, khởi đầu thì mình chưa có bất kỳ một cái hệ nào cả. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta nên dồn đồ cho Kai'Sa ở những cái giai đoạn đầu game như này đấy, tại vì con Kai'Sa này là cái hệ của nó là cái hệ mật thám nhé anh em. Mật thám thì nó cũng khá là giống sát thủ ở mùa 2 và mùa 1, nhưng mà cái hệ mật thám này thì nó sẽ bay theo đường thẳng chứ nó sẽ không bay theo đường chéo. Đây là chúng ta sẽ đi bắt người chứ không để người bắt nữa. Nào, đối tượng bị bắt đó chính là Sayza. Ui, nhưng phải bắn crit từ vô cực kiếm rất là thốn luôn. Xảy ra nó bọc bọc đằng sau anh em. Mới đầu game mà mình lắp hết trang bị như thế này thì sẽ rất là khỏe đây. Bây giờ thì chúng ta đã có được hai tiên phong nhờ con Poppy và con Leona. Cái hệ tiên phong này thì nó cũng giống như hệ hộ vệ vậy. Nó sẽ tăng giáp cho những vị tướng tiên phong thôi. Còn hệ pháo thủ của con Gravette kìa. Nhưng Gravette thì cái skill của nó không là skill bắn nữa, mà cái skill của nó là skill bom mù. Đấy, cái bom mù này thì nó giống kiểu như cái quy của Timo anh em, rất là ức chế luôn. Nó mà bắn mù vào mấy cái con mà carry chủ lực thì thôi rồi, kiểu như mấy ông này chụm lại như này này, bắn mù cả lũ luôn. Ok, để test cho anh em xem cái skill của con Gray nhá. Đấy, đấy, đánh toàn hù thôi, mắc cay. Rồi, có hai con Lucian. Nếu như mà Lucian lên 2 sao thì mình sẽ thay đổi đồ của con Kai'Sa và cho Lucian. Con Lucian này thì nó có hệ siêu công nghệ và hệ pháo thủ. Poppy. Đây, cái con Mordekaiser chắc là sẽ ngon hơn con Poppy nhiều. Vì cái skill của nó là skill đốt, với cả skill W nữa. Mua con Zama này. Không biết là trận này thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Siêu công nghệ, mật thám, pháo thủ hay là không tắc. Rất nhiều đội hình đang chờ chúng ta khám phá. Mỗi đội hình thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm riêng, một cái lợi thế riêng. Chứ không có cái đội hình nào là mạnh nhất thế giới cả anh em ạ. Đội hình mạnh nhất thế giới thì sẽ có chắc chắn là sẽ bị có một cái điểm yếu nào đấy. Tại vì những cái đội hình này sẽ khắc chế nhau. Ai à, là xua lực quá nhờ. Lực quá nhờ. Đấy. Kai'Sa khá là khỏe ở đầu game anh em ơi. Ping cái gì? Sao phải ping? Ok. Ui. Tại mùa 3 thì những cái phiên đi chợ thì cũng rất là độc đáo luôn. Tại phiên đi chợ này thì nó có ba trang bị: giáp lưới, đai khổng lồ và áo choàng bạc. Ba cái áo choàng bạc, ba cái giáp lưới và ba cái đai khổng lồ. Quá giò luôn. Vậy là mình sẽ lấy thêm một cái áo choàng bạc đi. Ok. Hai em. Chắc là bây giờ mình sẽ lắp luôn cái trang bị huyết kiếm cho Kai'Sa luôn nhé anh em. Kai'Sa huyết kiếm mình nghĩ là cũng khá là ok đấy. Ui, mà bây giờ chúng ta có hai xạ thủ từ cái con Ezreal và con Gray, cho nên cứ để đấy luôn, hack slot luôn anh em. Tiện thể thì nếu mà thắng thì chúng ta lại được tích tiền, quá tuyệt vời. Vẹn cả đôi đường đây. Vẹn cả đôi đường là đây. Để xem là có ông nào nhá. Tại là mình đang có 3 trận thắng liên tục rồi. Xem là có ai. Tao thách đấu à. Ui, lắp luôn cái trang bị giáp gai. Giáp gai này. Này thì giáp gai này. Ui, cái hệ pháo thủ anh em nó bắn linh tinh vãi luôn.
là có thêm những cái đòn bắn ngẫu nhiên nè, kiểu như là cái hệ xạ thủ vậy. Pep 4 trận thắng liên tục, 19 vàng luôn kìa. Nếu mà trận này mình thắng thì chúng ta cũng không nên bán thằng nào đi cả. Nếu mà thua thì phải bán đi một người anh em nào đấy. Manfire, Mordekaiser. Mordekaiser thì chúng ta đang sử dụng cho nên là mình nghĩ là không thể nào mà bỏ qua nó được. Từ từ, trước đó mình sẽ nhanh tay một chút là ok. Anh em chuẩn bị đón xem. Mình vừa muốn giữ chuỗi thắng lại vừa muốn tích tiền cho nên là hơi khó. Hơi khó rồi. Ui, quả này con Gray nó bắn đấy của mình rồi. Mất cái xa rồi. Vẫn còn con Ezreal nha. Vẫn còn Ezreal nha bà con ơi. Ok, thắng luôn. Mà con này đi. Mau cái sờ đã. Rồi. Giờ thì cũng chúng ta đã lên cấp 5, không cần phải hết slot nữa. Hai pháo thủ và hai tiền phòng. Đội hình khá là mạnh ở đầu game. Nhưng mà không biết là về late game nó sẽ như thế nào ở đây. Pháo thủ mỗi đòn đánh thứ tư. À, cái này là nó bắn đòn bắn thứ tư là nó sẽ thêm đòn bắn nữa. Cho nên là mạnh lắm. Cái pháo thủ này khá là hấp dẫn anh em ạ. Xem trận mình sẽ chơi pháo thủ hay là chơi mật vụ đây. Một trong hai cái hệ đấy thôi. Xem đồ nào. Cho một chút đồ xịn đi. Một cái kiếm BF. Và gì nữa thế này? Và một cái giáp lưới luôn. Vậy là chúng ta có giáp thiên thần luôn à. Được quá nhờ. Giáp thiên thần cho cách xa luôn. Nếu mà có con Ezreal nào khác thì mình sẽ bán Ezreal này đi và thay đổi đồ cho nó. Mau được cái sơ 2. Fit cơ giáp và mật thám. Vậy chơi 2 mật thám đi. Đây, lắp đồ cái đã. Một cái giáp tinh thần cho cái xa luôn. Ok, 2 mật thám và 2 tiên phong. Thay vì 2 pháo thủ. 2 mật thám thì tại vì mình có con fit này nó ok hơn anh em. Và nhân tiện đây thì anh nào mà đang xem thì hãy nhớ là đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa. Và cũng như là anh nào yêu thích bất kỳ về một cái đội hình nào trong cái chế độ đấu trường chân lý mùa 3 lần này thì hãy nhớ đừng quên là bình luận phía dưới giúp mình nha. Mình sẽ trải nghiệm tất cả những cái hệ và giải thích cho anh em hệ nào hợp lý ở đầu game, giữa game hay là gì đấy. Cũng như là anh nào muốn kết bạn Facebook của mình thì mình sẽ để link ở bên dưới. À, ông này tích tiền luôn nè. Có sen 2. Úp cấp, mình sẽ cho thời không vào. Đấy. Cho thời không vào. Aniel kia của Aniel 2 à. Con Aniel này thì skill của nó không phải là thả gấu nữa nha anh em. Skill của nó skill thổi lửa. Được tăng giáp. Caitlyn, Fira, Xin Zhao à. Vũ trụ và hộ vệ. Vũ trụ hộ vệ. Để xem nào. Chắc là không chơi được rồi. Chắc là không chơi được rồi. Ok, đội hình tào lao của mình vẫn thắng nhở. Hai tiên phong, hai thời không, hai mật thám. 7 trận thắng liên tục. Ezreal này. Master Z. Fiora luôn. Để xem nào. Có nên chơi kiếm khách không nhỉ? 3 kiếm khách. Đồ này cho Master Z thì cũng được.
Với cấp độ 6 thì chúng ta có 10% ra những cái vị tướng 4 vàng. Cho nên mình sẽ đợi chờ một cái vị tướng nào carry đi. Sai ra. Hôm nay chơi cái gì đấy? À, hôm nay chơi 3 kiếm khách này. 4 kiếm khách. Với cả chơi nổi loạn. Ui, đội hình tào lao của mình vừa mạnh quá nhở. 8 trận thắng liên tục luôn. Vậy chắc là có lẽ mình phải giữ cái chuỗi thắng liên tục thôi anh em. Tại vì cái chuỗi thắng liên tục như này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi tức. Để xem lấy ai đây. Mình top pet chứ là không có quyền lựa chọn rồi. Thì lấy đại con Ezreal này vậy. Ok. Những cái chuỗi thắng khi mà chúng ta có được thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi tức hơn cả mùa 2 luôn. Và cái phiên đi chợ về lần này thì chúng ta cũng không thể nào mà bán để có thể lấy lợi tức được nhá anh em. Ezreal 2 này, có Sako. Ừ. Ezreal 2 chắc là không cần đâu. Đồ này cho Sako mình nghĩ là ổn. Sako carry đi. Cũng có hai mật thám luôn. Với cả mình chơi thêm con Mordekaiser. Có gì thì thêm một cái con lắc nữa. Đây con này. Javan tạm đi. 3 hắc tinh. Cái hắc tinh này thì mỗi khi mà con hắc tinh nào chết đi thì nó sẽ để lại đam cho những cái con hắc tinh còn lại, cho nên là rất là mạnh. Ui, đây là có bị thua hay không đây? Ui, Sako, 4.000 đam, căng vậy. Chó gát này. Cái này thì không xài được rồi. Mình còn nên cho hai ấy vào không nhỉ? Ủa, 6 nổi loạn rồi này. Cơ giáp kết hợp với hư không à? Liệu có ổn áp hay không đây? Hôm nay có vé cót 2. Leona thay vào con chó gắt thì chúng ta sẽ có hai đầu sĩ. Ủa, vừa nói ông vé cót 2 luôn này. Con Garen đã trâu rồi còn có vé cót 2 mạnh như này nữa. Mất ăn được ông này hay không? Ừ, cũng may là Sako của mình xử đẹp được con vé cót sớm rồi. Đừng mà, cứ thua mà. Sako 1 căn 3. Ui. Cái gì vậy? Còn giáp thiên thần nha. Ui. Vậy mà Sako 1 cân 8 luôn kìa anh em. Mắc ghê luôn. Sako tiếp này. Mình sẽ đặt niềm tin về Sako đi. Chút nữa mình có thể chơi thêm cái hệ hư không, gây ra được cái lượng sát thương chuẩn. Hôm nay có Jihin, hệ xạ thủ này, tiên phong và xạ thủ. Đồ này là đồ chuẩn cho Sako rồi. 10 trận thắng liên tục với đội hình không tưởng. Ok. Còn gì nữa không? Bàn tay công lý, Thanh Blank, Sako 2. Úc cấp luôn. Mình sẽ cho hư không vào. Đấy. Như này mình nghĩ là binh rồi đấy.
vọng âm hay là cái bàn tay công lý chưa? Vọng âm hay là bàn tay công lý đây? Hay là mình nghĩ một cái quỷ thư mình nó vẫn là ok hơn đấy. Từ từ xem nào. Đúng rồi, phải giết được cái con kia trước. Nành thì ra xua này. Gank blank. Mấy người nên chơi gank blank không đây? Không tặng ngoại binh và bộc phá, cứ để tạm đây vậy. Ui, nhiều Zhin vãi. Giờ Rona bao nhiêu con Zhin ở đây anh em? Mắc nhiều luôn. Một trận đấu này chắc là mình chơi Sako thay vì Zhin thôi. Sợ bị Zhin nó lừa thì mệt lắm. Ông này cũng chơi Zhin luôn này. Ok, 12 trận thắng liên tục. Sako quả này là gánh cả thế giới rồi. Hai anh Zhin cứ pick tạm đây đi. Thế là Zhin 2 thì mình có thể thay một chút. Miss Fortune cũng ngoại binh thành nữ pháo thủ. Làm cái này cho Velcott. Giờ chắc là mình chỉ cần giữ chuỗi thắng thôi. Không cần tăng thế sức mạnh nhiều lắm. À, phải tăng thế sức mạnh để có thể giữ chuỗi thắng. Bán đi. Miss Fortune 2 vào thì nó cũng mạnh lắm. Cứ để đây, khi nào mà con nào lên 2 sớm thì mình cho nó vào. Chút nữa mình thay con Luck vào anh em. Con Luck thay vào chỗ của Zaman thì chúng ta sẽ có thêm là hai pháp sư. Hai pháp sư. Cho Velcott nó xả đạn thì thôi chứ. Ui. Ui sổi rồi. Mà mua mấy con 5 vàng này mà không xài sớm thì khó tích tiền lắm. Ui Zhin đồ thế giới luôn cả. Kiếm BF luôn. Mình lấy cái gì được bây giờ nhỉ? Chắc là không ai quan tâm đến cái đai máu nào đâu. Mình lấy đai máu cũng được, mình có thể lắp quỷ thư. Quỷ thư. Rồi, thằng Red chắc chắn là ông kia sẽ lấy. Không tặc ngoại binh. Fit nè. Cho Luck vào đi. Được rồi. Fit 2. Hay là chơi 4 ấy luôn nhở? 4 mật thám không nhở? Ok. Thêm đạn. Thêm đạn chắc là không cần thêm đạn đâu. Xài đạn đâu mà thêm. Bạch hổ. Đội hình cơ giáp kết hợp với cả pháp sư. À ông này chưa có fit. Mình thì đang nắm giữ khá là nhiều fit ở đây rồi. Con Luck này nó vừa chói là vừa choáng thêm nữa. Cho nên rất là khó chịu. Chúng ta vừa có đam ở phía đằng sau, lại vừa có từ Sako với cả đam xịt tiếng trước nữa. Mình phải tìm bằng được cái con Velcott 2 thì mới chịu dừng lại để giữ chuỗi thắng mà anh em.
Gank Blank này. Gank Blank hay sao? Còn nên chơi không đây? Ok. Ui. Say ra. Đội hình có vẻ khá là mỏng. Thì toàn là một sao, nhưng anh ta đã có được mắt từ G 3 sao rồi. Giờ mắt từ G có cân được team hay không đây? Có cả Ire 2 nữa. Mình vẫn còn Sako cho nên không phải sợ. Ok. Nhiều fit thế nhở, nhiều cơ giáp mật thám thế nhở. Mình đang roll tìm cái con Velcot 2 hoặc là con Velcot với cả con Chogat, một trong hai con này. Xem đồ gì được đẹp không? Mình cho anh Blank. Anh Blank nó xài Q thì thôi chứ. Toàn bản đồ. Rất là bá. Anh Blank này thì nó hệ ngoại binh anh em. Đánh thuê đấy. Địch đánh thuê. Ui một cái Nico này. Đồ đẹp luôn. Hai găng đồ tập. Cho luôn anh Blank luôn. Còn cái trang bị còn lại thì chắc là mình lắp đại luôn đi. Dây chuyền chuộc tội. Bán con này đi. Lại Miss Fortune. Tìm lắc, tìm con ấy cái. Đấy, cái Blank đồ đẹp luôn này. Mới vào đã có đồ đẹp luôn. Xem là cậu ông nào đây. Ôi Yasuo đời thế giới này. Vẫn không spam Yasuo à. Hôm nay thì có cả Zenix nữa. Ủa. Anh em thấy con gạch Blank không? Trò phát đội hình của team bạn gần như là tan cửa nát nhà. Ủa Sakodam Crit. Thốn đấy nhở. Đau đấy. Lulu cho gắt 2 này. Về có đê. Một con ve có thôi. Khá là nhiều fit. Không thấy con ve có nào cả. Mật thám fit với cả con này. Echo này. Ủa cái này đồ thế giới thế. Rồi chắc là ông này sẽ bị Sako của mình ngặt đầu cái ông cái con Velcot sớm là thắng. Đấy. Sako khỏe quá nhở. Ư không nữa. Cho nên cái hệ ư không này là khắc chế của vuốt rồng luôn đấy. Mấy cái bút rồng thì cũng bị dính đam thôi anh em. Vì chúng ta là hư không mà. Sát thương chuẩn. Cái cót đi mà. Đây rồi. Echo nữa chứ. Giờ lên cấp 9 làm được cái gì không đây? Rồi giờ lên cấp hết đã anh em. Ông này chơi hai phong kiếm nữa này. Khó chịu thế nhở. Đây. Chúng ta có hai vị tướng khống chế. Mình sợ cho con Sako vào nó bóp cái con Velcot của anh em. Tại vì nó đang xịt. Thì nó bị tắt điện thì mệt lắm. Giờ mình để tiền lên cấp 9 thôi anh em ơi. Cấp 9 mới mạnh được. Chúc mình bỏ Blitz ra cho 4 mất thám vào. Thế là ngon hơn nhiều. Echo này. Này thì giáp gai.
Ui, trận đấu có vẻ khá là căng thẳng. Xem nó có gì không. Ui, giáp thiên nhiên kìa. Rất là ít giáp thiên nhiên xuất hiện trong chế độ đấu trường chân lý nữa rồi. Ông nào lấy đúng là may mắn luôn. Cái hệ mật thám nhân tạo kia mà ông nào đam mê vậy. Ai lìn lấy mật thám của tôi mất rồi. Mình sẽ lấy hắc tinh đi. Hắc tinh nhân tạo. Ok. Ui ông này lấy cái ấy cho con veo cót bắn thố đấy. Cái này chắc là cho Mao được cái sơ đi. À không, cái này không Mao được cái sơ được. Cho bé cót đi. Ủa cái hệ ác tinh kìa. Mẹ nhìn nó độc đáo vãi. Trái tim hắc tinh cho veo cót luôn. Đây là veo cót của chúng ta có hắc tinh, hư không và pháp sư. Xin đi veo cót. Ok. Ừ, hình của mình mạnh rồi đấy. Bây giờ chỉ cần lên cấp 9 thôi là mạnh. Mình biết server luôn. 19 trận thắng liên tục rồi. Liệu đây có phải là một trận top 1 100 máu hay không đây? Mới cập nhật tại server Việt Nam thôi mà chúng ta có top 1 100 máu. Liệu đây có phải top 1 100 máu đầu tiên tại server Việt Nam hay không đây? Chưa đủ tiền để úp cấp. Cứ từ từ. Giờ mình vẫn thắng mà. Bây giờ có một cái Nico nữa. Cấp 9 mình bỏ Blitz cho Fizz với cả con Echo vào là mạnh. Nhưng dính cái con ganh Blanc anh em ơi. Dính cái con ganh Blanc nó ấy quá. Đấy, mình phải đổi chỗ Psycho liên tục chứ không bị hất tung mất. Ai à, chết rồi, con này Psycho nó móc cái con Garen rồi. Đừng có thua nha. Cố hết Sako. Mẹ con Sako ấy biến thái thật. Phải thì nó cân hết luôn à. Ừ. Vẫn được anh em ơi. Tại vì cái dây truyền chụp tội nó sẽ hồi máu cho những cái vị tướng còn lại. Cho nên rất bá. Đeo có dây truyền chụp tội. Khi mà Vecot chết đi thì nó sẽ hồi máu cho Sako. Sau cái vòng này thì chúng ta có thể up cấp được rồi này. Trang bị này mình đã cho Echo cũng được. 20 trận thắng liên tục rồi. Cái trang bị này thì mình nghĩ là cho con Echo là nó hợp lý nhất. Ok. Úp cấp luôn. Giờ là chuỗi thắng là tất cả. Xem là có Echo hay không này. Sako. Giờ thì lên Sako 3 thì có vẻ rất là khó. Được rồi. Ui, vừa roll phát nữa là có ngay Echo này. Như vậy để dành. Mà thôi khỏi dành đi. Vẫn chắc bắp rồi. Bạch hổ. Bạch hổ vẫn còn khá là nhiều tiền. Để xem nào. Anh Blank của mình không được xài skill rồi. Vẫn còn Sako nha. Sako với lúc con lắc
Chắc là cân được thôi. Ui, Bạch Hổ đi rồi. Đấy, còn mình với cả Jerry, với cả Kono. Sako này nó bị thái vãi lìn nữa anh em. Mắc có chịu con Sako ấy luôn. Ok, mình có hai con kiếm, mình sợ hất tung Sako thôi chứ không sợ hất tung con nào nữa. Ok, mình sẽ thay đổi vị trí liên tục. Cáo đi. Quay vé có được xì tòi. Sau đấy thì anh ta cũng phải nằm xuống. Ôi này có hai cái sẻng quá này. Nó chưa lắp vào, chắc là chưa lắp kịp. Đi luôn rồi. Ui, tiếc vậy. Ông này đi luôn. Ui, vậy là một trận đấu top 1 100 máu đầu tiên tại Siêu Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. Tạm biệt anh em.